Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for. Phạm Phan Y Hạ, chị rất là vui Y Hạ ơi. Thực sự là Y Hạ đã có một màn lộ sắc ngoạn mục. Ngày hôm nay khi em bước ra, chị đã nhìn thấy thần thái của một người mẫu, thậm chí sẽ bước trở thành những siêu mẫu, những the next phase tiếp theo. Và em đã trình diễn tốt, kiểm soát tốt khi ở trên sân khấu. Điều đó làm cho chị cảm thấy rất là vui. Thật sự chúng tôi chỉ nhận thấy Y Hạ khi mà Y Hạ thoại thôi, và tất cả những gì mà Y Hạ thể hiện đều vô cùng hấp dẫn. Nó khác hẳn so với những cái Y Hạ mà tôi đã từng nhìn thấy ở những tập trước. Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh, đặt Tiki ngay.